Xin chào tất cả các bạn, hiện tại là mình đang có mặt tại cửa hàng Kisona ở Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An. Và hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn xem về cái mẫu gạch của bên mình. Hiện tại là cửa hàng bên mình là cung cấp các vật liệu xây dựng tại khu vực là Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quỳ Phong. Là mục tiêu hôm nay mình quay video là để muốn giới thiệu cho tất cả các bạn xem về các mẫu gạch của cửa hàng bên mình cung cấp. Như các bạn đã xem là bên mình là ở đây là cái sản phẩm gạch mà bên mình trưng bày, và bên mình đã cập nhật thêm nhiều mẫu khác nhau và có rất nhiều mẫu mới nhất mới ra và hiện đại và phù hợp đẹp nhất thì bên mình đã cập nhật về đây để cho các khách hàng là thoải mái lựa chọn. Và giới thiệu với tất cả các bạn, đây là cái gạch mẫu lát nền nhà, thì ở đây là mẫu là 60 nhân 60 và trên này là 80 nhân 80, là có rất nhiều mẫu khác nhau. Ví dụ như các bạn xem ở đây là các mẫu gạch nhà tắm. Mẫu gạch nhà tắm ở đây thì bên mình có hai kích thước, đó là thứ nhất là đây là 30 nhân 60 và bên này là 40 nhân 80. Và các bạn có thể thấy ở đây là bên mình có nhiều mẫu khác nhau về cái gạch lát làm sân thượng. Chúng ta có thể là có những cái khoảng trống này, sau này chúng ta có thể là ở đây là đất, chúng ta có thể trồng cỏ lên ở đây. Và nhiều mẫu gạch khác nhau, ví dụ như ở đây là các mẫu gạch lát sân, đây là men sugar, ở đây là chống trơn cả nhà nhá, đây là nó lồi lên. Và đây là gạch u chống trơn để chúng ta có thể lát sân, thì nó có từng u thế này, và cái này là nó nhám ở đây để chống trơn. Và bên trong này nữa thì mời các bạn đi vào bên trong này, ngoài nhiều mẫu gạch lát nền khác nhau thì bên mình còn có cái tấm gạch này, đây là bốn cái tấm, đây là bốn viên gạch 80 nhân 80, đây là một cái tấm thảm chúng ta có thể là sử dụng để lát nền nhà. Khi mà chúng ta bước vào ngôi nhà của chúng ta lát ở phòng khách thì cái gạch này sẽ tôn lên cái vẻ đẹp của ngôi nhà của chúng ta. Và chúng ta lát vào những chỗ phòng ăn ấy thì nó rất là sang trọng. Và bên mình có những cái mẫu gạch mà chúng ta có thể giống như là bức tranh, chúng ta có thể ốp lên tường để làm những bức tranh, ví dụ như là gạch bức tranh mã đáo này. Rồi bên mình sẽ cập nhật thêm cho tất cả các bạn xem, hoặc là một cái thác nước, hoặc là những con chim, hoặc là hươu hoảng gì đấy, là bên mình sẽ cập nhật thêm cho tất cả các bạn xem. Và ở dưới chân này là gạch lát nền nhà vệ sinh, thì chúng ta có thể nhiều mẫu mà khác nhau chúng ta lựa chọn. Và chúng ta đều biết là nhiều mẫu gạch khác nhau như thế này thì chúng ta điều quan trọng nhất là chúng ta hỏi về mức giá, đúng không? Thì nó có nhiều mức giá khác nhau cả nhà nhé. Và để cho tất cả các bạn tiện phân biệt thì các bạn xem ở đây, đây là gạch bằng xương đất. Bằng xương đất thì chúng ta sẽ thấy là màu của nó giống như màu đất. Còn bên trong này là gạch bằng xương đá, thì ở đây là nó có hai mức giá khác nhau, là nó có nhiều loại khác nhau. Nên là khi mà các bạn đến với cửa hàng bên mình là bên mình tư vấn cho tất cả các bạn là một cái giải pháp để giúp cho tất cả các bạn là hiểu rõ loại nào ở trong nhà mình nên làm loại nào, mình nên lát loại nào như thế nào để cho phù hợp. Và đến đây, khi đến đây thì các bạn thì đến với cửa hàng bên mình, các bạn có thể lựa chọn nhiều mẫu mã khác nhau. Hiện tại là bên mình đã cập nhật về đây là rất nhiều mẫu mã khác nhau. Thì ví dụ như ở ngoài này, các bạn có thể ra ngoài này, ở ngoài này là bên mình là cho các nhà cung ứng ở đây là người ta cập nhật thêm nhiều mẫu mã khác nhau ở đây. Thì bên này là người ta đã bỏ những cái sản phẩm ở đây rồi, và đến bên này thì đang còn chờ thêm một số mẫu mới về. Hiện tại là bên mình cập nhật thêm nhiều mẫu mới về ở đây. Ví dụ bên này, bên này bên mình đã cho trưng bày một số sản phẩm ở đây, đó là gạch đôi cả nhà nhé. Ví dụ như là chúng ta có thể sử dụng như thế này ở trong nhà, thì những nơi mà trọng điểm, ví dụ như là phòng khách này, rồi là những nơi trọng điểm là chúng ta có thể lát gạch 80, hoặc là những nơi mà không quan trọng, ví dụ như là nhà ngủ của chúng ta, thì chúng ta có thể là lát gạch 60 như thế này để chúng ta tiết kiệm được chi phí.
thì bên mình có những cái bổ đôi như thế này để cho tất cả các bạn là thoải mái lựa chọn. Đấy, nhiều đôi khác nhau nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và ở trong phía trong bên kia nữa thì có rất nhiều màu khác nhau. Nên là các bạn đang làm nhà thì xin mời tất cả các bạn là đến tại cửa hàng của bên mình. Và cửa hàng bên mình là tại ngã tư đường mòn, thì em có thể quay lên ngã tư đường mòn để cho mọi người xem. Đây là vị trí mà tốt nhất để cho tất cả các bạn là có thể là đến tận nơi các bạn tham quan. Ví dụ như là các bạn ở xa thì các bạn có thể bắt xe buýt đến đây. Là các bạn dừng tại ngã tư đường mòn thì các bạn vào cửa hàng bên mình xem tham quan và các bạn lại bắt xe về, là việc cho tất cả các bạn là tiện thể là đến tận nơi các bạn tham quan. Và cửa hàng bên mình là đặt tại ngã tư đường mòn Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An cả nhà nhé. Nếu mà các bạn đang làm nhà thì các bạn liên hệ với bên mình để bên mình tư vấn cho tất cả các bạn. Và đồng thời các bạn đến tận nơi các bạn tham khảo, các bạn xem những mẫu nào các bạn thích. Và bên mình sẽ tư vấn cho tất cả các bạn là một cái giải pháp. Và hiện tại thì trong quá trình phát triển thì cửa hàng bên mình mới khai trương. Thì các bạn đến với cửa hàng bên mình là bên mình sẽ có những cái chương trình hỗ trợ ưu đãi dành cho những các bạn là đang còn làm nhà. Và có những chương trình ưu đãi tốt. Và bên mình là mục đích của bên mình là tìm kiếm một số nhà để làm mẫu. Và bên mình muốn kết hợp với các chủ nhà đó để xây dựng một cái nhà làm mẫu để cho nhiều người khác người ta đến xem. Và bên mình có chương trình ưu đãi hỗ trợ tốt cho những các bạn đang làm nhà. Vậy nên các bạn hãy đến với cửa hàng bên mình để bên mình và tư vấn cho tất cả các bạn một giải pháp tốt nhất. Và bên mình, mục tiêu của bên mình là xây dựng uy tín chất lượng lên làm hàng đầu. Thế là bên mình muốn chứng thực chất lượng uy tín về sản phẩm bên mình. Và bên mình sẽ giúp cho tất cả các bạn là có một ngôi nhà trở nên mơ ước. Và bên mình sẽ lấy ngôi nhà đó làm mẫu cho những người dân ở chỗ địa bàn tất cả các bạn là tham khảo và tham quan và chứng thực uy tín của bên mình. Và các bạn hãy liên hệ với bên mình để bên mình tư vấn cho tất cả các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.